Em Đức Hải Dương xin gửi lời chào toàn thể quý chị và các bạn đang theo dõi kênh Mua Bán Trao Đổi Ô Tô của Đức Hải Dương. Mới nhất trong ngày hôm nay, em Đức Hải Dương lại chia sẻ và lên sóng cho tất cả quý chị và các bạn thêm một mẫu xe sedan hai đầu. Chiếc này được mang tên Toyota Vios, được sản xuất năm 2008 với phiên bản số sàn máy xăng. Và chiếc xe này thì nó là bản E xịn anh em nhé. Thì bản E xịn là nó có bao gồm những thứ gì thì sau đây em Đức sẽ chia sẻ và gửi tất cả quý chị và các bạn biết thêm về cái tính năng và cái bản đủ và bản thiếu nha các bác nhá. Chiếc này bản đủ thì thường nó sẽ có bộ mâm đúc nguyên bản theo xe, gương kính chỉnh điện theo xe các bác nhá. Đấy, cụp xòe luôn. Đấy, và hệ thống phanh ABS, túi khí an toàn là với cái mẫu xe bản đủ. Và cái giá chiếc xe Toyota Vios E sản xuất năm 2008 này thì hiện tại em Đức chào bán giá cực kỳ hợp lý thôi. Với tất cả quý chị và các bạn là chúng ta mới có bảng B2 mà anh em nào chúng ta mới muốn mua cái mẫu xe này để về chạy dịch vụ xe hoa cô dâu cũng khá hợp lý, hoặc chạy taxi cũng được các bác nhá. Tổng thành với chiếc xe này thì từ trong ra bên ngoài thì xe còn khá ok, rất là mượt mà luôn. Và hiện tại với cái mẫu xe Toyota Vios E này thì được trang bị túi khí an toàn, phanh ABS, đĩa 4 bánh anh em nhá, gương kính chỉnh điện, cụp xòe luôn, nguyên bản theo xe. Và giá thì khá hợp lý thôi, chỉ 198 triệu. Anh chị và các bạn muốn xem xe thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc là ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương các bác nhá. Đấy, một cái mẫu xe giá rất hợp lý cho tất cả quý anh chị và các bạn chúng ta mới có bằng B2. Tầm tiền phân khúc chỉ có chưa đến 200 triệu. Chiếc này đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ rồi, âm thanh cực hay luôn. Đấy, bộ đèn khá sáng luôn các bác nhá. Xe là bảo hành cho anh em nhá, là xe không đâm đụng, không tê lạn, không thủy kích. Máy êm, gầm chắc như bê tông luôn. Đấy, côn số rất mượt, rất là ngọt các bác nhá. Máy chất, gầm con này cực chắc luôn. Đấy, và tổng thành về sơn bên ngoài thì các bác yên tâm một điều, các bác về chứ chỉ được cái đầu xăng thôi và nội thất bên trong. Đấy, anh chị em chúng ta mua cái xe cũ này về đấy thì chúng ta cẩn thận, chúng ta thay dầu đi, thay dầu đi để đi lại cho yên tâm các bác nhá. Đấy, và sau đây em nó sẽ đi chi tiết và cái mẫu xe Vios E này nhá anh em nhá. Đây, anh chị em của chúng ta này, bộ đèn cực sáng luôn anh em nhá, sáng quắc quắc luôn các bác này. Đấy, form xe thì cực kỳ vuông vắn luôn anh em nhá, chất miễn vàng. Rồi, đấy, và giá thì cực kỳ hợp lý luôn, 198 triệu. Vios E anh em nhá, 2008, phiên bản số sàn máy 1.5. Mức tiêu hao nhiên liệu của dòng Vios E này thì đâu đó nó rơi tầm 5 lít rưỡi cho đến 6 lít rưỡi trên 100 km. Đấy, nhiều khi các bác bỏ đi ô tô và bảo là xăng 2-3 lít trên 100 km thì không thể xe nào đi được các bác nhá. Tối thiểu nhất là cũng phải 5 lít xăng trở lên. Đây là cụm la răng đúc nguyên bản theo xe anh em nhá. Đấy, và có cụm phanh ABS bên trong, chống gió cứng anh em nhá. À, chúng ta mua về chỉ việc sẵn đi thôi. Bộ hệ thống gương cụp xòe, cái bộ gương con này phải thay cái này đi này, thay cái mắt ngoài này đơn giản thôi, 50.000 một cái này thôi, rất đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Đấy, chỉnh điện, bộ vè nẹp inox chân kính anh em nhé. Đấy, đây các bạn này, đây tay nắm cửa được ốp mạ chrome. Cửa thì nó cũng rất hít thôi, cũng ít như xe nhiều tiền các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, cửa phịch phịch luôn, bộ vè chắn mưa các bác này. Đấy, Vios đăng kiểm đến tận tháng 1 năm 2021. Đây, cái lóc của nó các bác này. Đấy, và đây là cụm la răng đúc đằng sau của chiếc Vios. Cái thời mà 2007
và 2008 là nó ra cái form này các bạn này, form Vios này này các bạn này. Thì la răng đúc của nó là răng đúc nan to, 5 nan to anh em nhé, 5 nan to. Cụm đèn hậu khá là sáng anh em nhé, khá là sáng luôn, trong và sáng. Và bác chủ nhân đã độ thêm cái bộ đuôi gió này, đuôi gió này khá là thể thao, kiểu như là Civic anh em nhé. Đấy, form xe thì còn khá là căng, bảo hành cho anh em là xe không đâm đụng các bác nhá, không tê lạn, không thể kích, máy êm, cầm con này chắc như bê tông luôn. Rồi, cụm đèn pha khá là sáng luôn anh em nhé. Đấy, xe thì form còn cực kỳ căng, gắn thêm bộ đuôi gió thể thao, cực kỳ thể thao luôn. Cái này là gắn thường anh em người ta gắn hay gắn vào vào những chiếc Civic thì nó là rất đẹp anh em nhé, nhìn nó cực kỳ thể thao luôn. Con này thì máy gầm cực ngon, em xoay qua phần gầm cho bác xem luôn này các bạn ạ. Đây, gầm bộ sắt xi của nó đây các bạn này. Còn rất ok anh em nhé. Giá 198 triệu, trong đó là đã có phí rút hồ sơ và công chứng ủy quyền cho tất cả quý anh chị và các bạn ở trên toàn quốc các bác nhá. À, quên đấy, em đi lốt. Đây các bạn ạ, la răng đúc, cụm phanh ABS cũng chống bọ cứng bên trong anh em nhá. Con này thì máy cực ngon luôn, điều hòa mát lạnh, mát cóng luôn. Đây, rồi 5 nan đúc. Đấy, gương kính cụp xoè, cái tay gương bên này nó hơi mẻ một tí, 50.000 cái này, đặt phát là qua ngay. Đấy, và chiếc này thì xe còn rất ok anh em ạ. Đấy, thì đây cao chỉ ở đây các bạn ạ, cao chỉ của nó đây, 4 cánh là zin đét luôn, đầu đít zin đét luôn anh em nhé, màu bạc xịn. Đây anh em ạ, sản xuất năm 2008 anh em nhé. Đấy, nó ghi thông số kỹ thuật đây, tất cả thứ đây anh em ạ. Đấy, đây màu bạc xịn luôn anh em nhé, xịn luôn. Đây nè, zin két luôn anh em ạ. Đấy, và chiếc này thì đã được trang bị nguyên bản từ đầu là gương kính chỉnh điện anh em nhé, cụp xòe luôn. Đấy, từ đầu đã được trang bị như đầy đủ rồi. Và túi khí anh em này, túi khí. Vô lăng này là vô lăng 3 chấu. Bắt đầu 2010 thì nó mới lại ra một cái vô lăng khác. Cùng năm đấy là nó có hai cái form vô lăng khác nhau anh em nhá. Màn hình cam đùi. Âm thanh chiếc này thì như vũ trường luôn. Đấy, chiếc này thì được trang bị ghế da, trần nỉ ghế da anh em nhá, trần nỉ ghế da. Đây các bạn này, trần nỉ ghế da. Đấy, anh em chúng ta mua về cũng chỉ việc đổ xăng thôi. Giá thì cực kỳ êm ái và hợp lý. Đây, cửa giả các bạn này, rất là hít và êm luôn. Đấy, này các bạn này, 198 triệu. Mức giá cực kỳ hợp lý cho tất cả quý chị và các bạn mới có bằng B2 và muốn mua xe về chúng ta đi làm ngay. Các bạn nhé, chạy dịch vụ xe hoa, cô dâu, taxi, các kiểu con đà điểu luôn. Đấy, đây, chiếc này thì gầm cực chắc anh em nhé, bảo hành cho anh em gầm luôn. Đây các bạn nhìn này. Đấy, keo chỉ thì đây các bạn nhìn này. Đấy, phần gầm bệ sắt xi các bạn này đã được bác chủ nhân phun coi như là chống gì chống ngồn. Đấy, máy con này thì đã chất. Máy cực ngon luôn. Đấy, đây là khoang cốp này anh em ạ. Đấy, khoang cốp của nó đây, đít đây anh em ạ. Đấy, các bạn ạ, đít đây. Đấy, bên này nữa các bạn ạ. Đấy, góc cách của nó còn nguyên bản luôn. Và một quả la răng đúc nguyên bản theo xe, gồm là kích kiếc sơ cua, lốp sơ cua đầy đủ cho anh em nhá. Đây, chỉ đít đây anh em ạ, chỉ đít đây anh em ạ. Đấy, nguyên bản luôn các bạn nhá. Cái lẫy này nó chưa xuống hết, làm ra
thất thì của em này khá là ok anh em nhá. Đấy. Đấy, em được xoay luôn kèo chỉ cho các bạn xem này. Đây, kèo chỉ luôn đây. Đấy. Kèo chỉ chiếc này nó còn được độ cầm 95% anh em nhá. Không zin 100, 95%. Đấy, ghế da trần nỉ anh em nhá, ghế da trần nỉ. Quai ướt e mà giá 198 triệu. Kèo chỉ zin 95% anh em nhá. Được trang bị túi khí an toàn, phanh ABS 4 bánh. Màu bạc xịn luôn. Đấy. Tính năng thì còn khá ok. Đây anh em ạ. Đây, kèo chỉ ở đây các bạn. Đây các bạn, kèo chỉ ở đây. Đấy, còn rất là mượt mà luôn anh em nhé. Màu bạc xịn luôn anh em nhé. Màu bạc xịn luôn anh em ạ. Đây, các bạn ạ. Đây. Chiếc này đã được trang bị hai túi khí đầy một cái anh em ạ. Đấy, túi khí an toàn. Nội thất còn khá ok. Chúng ta dán khoang máy. Khoang máy của em ở đây. Đây các bạn ạ, khoang động cơ của nó đây. Đó. Em này máy đại chất. Đầu đây các bạn nhé, phần đầu đây các bạn ạ. Tai đèn đây. Tai đèn là nguyên bản luôn anh em nhé. Không có đâm đụng đâu cả các bạn nhé. Đấy. Máy chất gầm chắc luôn. Đây em xoay luôn cái phần keo chỉ cho các bạn xem phần đầu này. Đây các bạn ạ. Chưa dụng mất phần nào anh em ạ. Đầu của nó đây. Đấy. Nguyên bản luôn. Máy con này miễn bàn. Và với cái mẫu xe này đã được em được vào lỗ máy nha các bạn. Điều hòa mát anh em nhá. Âm thanh con này thì cực hay luôn. Đấy các bạn. Máy cực ngon. Điều hòa mát. Đăng kiểm dài. Đây các bạn. Máy thì lỗ êm ru luôn anh em nhá. Thiết thịt luôn đấy các bạn. Êm ru luôn. Quay rất là kỹ nhá, để cho tất cả quý anh chị và bạn chúng ta có thể chốt được cái mẫu xe Toyota Vios E này. Và một lần nữa Đức Hải Dương chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn nào luôn luôn theo dõi kênh mua bán trao đổi ô tô cũng em Đức suốt thời gian vừa qua. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn ở những video clip bên sau. Nếu bác nào mà gọi điện cho em mà em không nghe máy được và em không trả lời được thì các bác hiện tại cứ nhắn tin qua Zalo hoặc Facebook cho em nhé, thì để em trả lời cho tất cả quý anh chị và các bạn. Vì nhiều lúc em Đức rất là bận nên là không thể nghe máy được các bác. Các bác thông cảm nhá. Và sau đây em chào các bác. Vâng, chào các bác nhá.